chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này có hình ảnh hoàn thiện của tòa tháp Marina Central Tower, hay tên cũ là The Sun Tower. Xem quá trình hoàn thiện của tòa tháp nằm giữa mảnh đất đắc địa, mang dấu ấn lịch sử của Sài Gòn, góp phần tạo nên một diện mạo sống động và phồn vinh ven sông Sài Gòn. Tòa nhà sắp hoàn tất việc lắp kính bên ngoài, các tầng của vườn treo như video cũng được lắp kính phía bên trong. Phía ngoài sẽ là khu trồng các loại cây, thực vật, tạo thành một khu vườn trên không, giữa lòng thành phố. Marina Central Tower được xây trong quy hoạch rộng lớn của Grand Marina, là khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Marriott lớn nhất thế giới, với định hướng đưa khu phức hợp trở thành quảng trường mới của thành phố. Nằm tại góc đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh, Marina Central Tower sẽ là tòa tháp biểu tượng nhìn xuống quảng trường ven sông với chiều cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, giữ vị trí cao thứ 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết nối trực tiếp đến ga metro của tuyến metro số 1, đây là tòa tháp văn phòng, trung tâm thương mại có kết nối tối ưu tại thành phố Hồ Chí Minh. Marina Central Tower sở hữu thiết kế kiến trúc với mặt đứng vuông vức, điểm nhấn là khu vườn treo trên không, dựa trên cảm hứng ruộng bậc thang của Việt Nam ta. Hiện tại tòa nhà cũng đang được cho đặt trước cho thuê mặt bằng, nơi đây sẽ là nơi đặt trụ sở của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Phía tầng đế của tòa tháp có một phần mái kính nhô ra khá đặc biệt, như trong các hình ảnh 3D thì các tầng khối đế cũng được trồng cây. Hai lối lên xuống metro dưới chân tòa nhà cũng đang được hoàn thiện với thiết kế đồng bộ với thiết kế tòa nhà. Không gian bên trong sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh tiên tiến, thang máy tốc độ cao, được thiết kế để đáp ứng xu hướng phát triển bền vững trong xây dựng không gian văn phòng với những tiêu chí liên quan đến môi trường, không gian xanh, hướng đến phát triển bền vững. Khi hoàn thành, hệ thống chiếu sáng sẽ giúp tòa nhà nổi bật giữa trung tâm thành phố. Thank you.
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!